Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bầu bộ chính trị có thể một đồng hương của ông Võ Văn Kiệt sẽ thay Trần Quốc Vượng. Trong buổi trưa vào ngày 31 tháng 1 thì báo chí nhà nước đã đồng loạt thông báo kết quả bầu bộ chính trị với kết quả như sau. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Ông Nguyễn Xuân Phúc, thứ hai, Thủ tướng Chính phủ. Thứ ba là ông Phạm Minh Chính là trưởng ban tổ chức Trung ương và thứ tư ông Vương Đình Huệ, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 thành phố Hà Nội. Số thứ năm là Trần Anh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Công Thương kiêm Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương. Thứ sáu là ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Thứ bảy là ông Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thứ tám là ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Số chín là Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng thống Minh trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thứ mười là ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. 11 là Trương Thị Mai, trưởng Ban Dân vận Trung ương. 12 là Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 13 là ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Số 14, ông là Nguyễn Văn Nên, Bí thư Tỉnh ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Số 15 là ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. 16 là ông Võ Văn Thưởng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. 17 là Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính Trung ương. Số 18 là ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Và đó là tên tuổi của 18 vị ủy viên Bộ Chính trị. 4 vị đầu tiên tất nhiên đó là tứ trụ. Tuy nhiên, lãnh đạo chủ chốt trong Đảng Cộng sản là 5 vị trí chứ không phải là 4 như tứ trụ. Vậy vị trí thứ 5 đó là vị trí nào? Chính là Thường trực Ban Bí thư. Vị trí tứ trụ được xác định gần như chắc chắn đó là: thứ nhất, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nắm chức Tổng Bí thư. Số thứ hai là ông Nguyễn Xuân Phúc thì nắm chức Chủ tịch nước. Số thứ ba là ông Phạm Minh Chính sẽ nắm Thủ tướng. Và thứ tư là ông Vương Đình Huệ sẽ nắm chức Chủ tịch Quốc hội. Đây là hình ảnh kết quả bầu cử Bộ Chính trị và Ban Bí thư được thông báo rộng rãi trên báo chí nhà nước. Như vậy, vị trí số 5 là ẩn số và qua kết quả bầu cử phần nào cũng gợi mở nhân vật thứ 5 này là ai. Ai có khả năng là Thường trực Ban Bí thư thay cho ông Trần Quốc Vượng? Trong danh sách 200 ủy viên Trung ương thì người được xếp vị thứ 5 là ông Võ Văn Thưởng, trưởng đoàn, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, một nhân vật tái trúng cử Bộ Chính trị. Tuy nhiên, danh sách 18 ủy viên Bộ Chính trị thì ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, một nhân vật mới trong Bộ Chính trị lại được sắp xếp thứ 5. Tuy nhiên, trường hợp ông Trần Tuấn Anh là nhân vật thứ 5 thật sự sẽ không thể xảy ra vì vị trí Thường trực Ban Bí thư không dành cho những nhân vật mới mà chỉ dành cho những nhân vật đã cũ và đã từng có nhiệm kỳ tại Bộ Chính trị. Như vậy là khả năng ông Võ Văn Thưởng sẽ chiếm ghế thứ 5 là khá cao. Theo truyền thống thì Ban Bí thư người đứng đầu sẽ là ông Tổng Bí thư, tiếp sau đó là Thường trực Ban Bí thư, sau Thường trực Ban Bí thư là Trưởng ban Tổ chức Trung ương, liền sau Trưởng ban Tổ chức Trung ương là Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, sau Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương là Trưởng ban Kinh tế và sau Trưởng ban Kinh tế là Trưởng ban Dân vận Trung ương. Đó là những vị trí dành cho ủy viên Bộ Chính trị, còn những trưởng ban khác thì chỉ do ủy viên Trung ương Đảng nắm giữ. Những ủy viên Trung ương Đảng thì chắc chắn không thể chạm vào ghế Thường trực Ban Bí thư được. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng, ứng viên sáng giá cho chức Thường trực Ban Bí thư. Những ứng viên cho ghế Thường trực Ban Bí thư sáng giá nhất tính theo thứ tự: thứ nhất là ông Phạm Minh Chính, thứ nhì là Võ Văn Thưởng và thứ ba là ông Vương Đình Huệ, thứ tư là Trương Thị Mai. Tuy nhiên, chắc chắn ông Phạm Minh Chính đã nắm ghế Thủ tướng. Ông Vương Đình Huệ thì theo thứ tự là người có khả năng tranh với ông Võ Văn Thưởng về ghế Thường trực Ban Bí thư, cũng đã có chỗ ở ghế Chủ tịch Quốc hội. Vậy ứng viên nặng ký nhất cho chiếc ghế Thường trực Ban Bí thư lúc này không ai khác, chính là ông Võ Văn Thưởng. Nếu ông Võ Văn Thưởng mà nắm được ghế Thường trực Ban Bí thư thì có thể nói ông sẽ là người miền Nam có chức vụ cao nhất trong Bộ Chính trị hiện nay. Và chúng ta cùng tìm hiểu xem ông Võ Văn Thưởng là ai. Ông Võ Văn Thưởng là người có họ và chữ lót khá giống với cố Thủ tướng Cộng sản Việt Nam ông Võ Văn Kiệt, và cả hai đều có quê quán ở Vĩnh Long. Tuy ông Võ Văn Thưởng có lý lịch không được đẹp như ông Nguyễn Thanh Nghị, vì cha của ông Võ Văn Thưởng không phải là người nổi tiếng trên chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam như cha của ông Nghị, nhưng con đường thăng quan tiến chức của ông Thưởng thì lại hơn hẳn ông Nghị rất nhiều. Đấy là thực tế như vậy. Chính điều này đã làm cho dư luận xôn xao về gốc gác của ông Võ Văn Thưởng là con trai của vị nào. Và cũng có những lời đồn đoán Võ Văn Thưởng là con của vị này vị kia, từng là lãnh đạo cấp cao trong tứ trụ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy đó là những lời đồn đoán theo chất âm mưu,
hơn là những thông tin có cơ sở. Cũng giống như ông Đồng Đức Mạnh, bà Nguyễn Thị Kim Ngân hay ông Nguyễn Tấn Dũng vân vân, đều là những người từng nắm những vị trí trong tứ trụ, nhưng họ cũng không có người cha hay là người mẹ đã từng lãnh đạo cấp cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì vậy mà những lời đồn đoán của những nhân vật này đã xuất hiện từ nhiều năm nay và ông Võ Văn Thưởng cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, cũng chú ý rằng không nên dùng những lời đồn đoán để khẳng định thân thế của những người chưa rõ ràng. Chính thức thì vẫn còn cần phải thừa nhận của những gì đã được nhà nước Cộng sản Việt Nam thông báo. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng học ở trong nước, ông Nguyễn Thanh Nghị thì có bằng tiến sĩ ở Hoa Kỳ. Cha của ông Võ Văn Thưởng không có quyền lực bằng cha của ông Nguyễn Thanh Nghị, nhưng Võ Văn Thưởng có một sự nghiệp chính trị tốt và lên rất nhanh hơn ông Nghị rất nhiều. Ông Võ Văn Thưởng là người kín tiếng, ông là người ít tai tiếng nhất trong các nhân vật chính trị nổi tiếng ở miền Nam. Thành tích của ông này cũng không ấn tượng, tuy nhiên về đường quan lộ thì có thể nói là cực kỳ suôn sẻ. Ngay cả như Nguyễn Thanh Nghị, con trai của Nguyễn Tấn Dũng hay Trần Tuấn Anh, con trai của ông Trần Đức Lương cũng tiến thân không nhanh bằng. Trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, thân thế và sức khỏe của lãnh đạo cấp cao cũng là bí mật. Và có lẽ ông Võ Văn Thưởng là ai và ai đã nâng đỡ ông Võ Văn Thưởng tiến thân vững chắc trong sự nghiệp chính trị vẫn là câu bỏ ngỏ và mãi vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho được. Và câu hỏi tiếp tục được đặt ra là tham vọng thật sự của ông Võ Văn Thưởng trong thời gian tới là gì? Trước thềm đại hội lần thứ 12 vào năm 2014, bất ngờ Ban Tổ chức Trung ương đưa ông Võ Văn Thưởng từ vị trí Bí thư tỉnh Quảng Ngãi về Sài Gòn để nắm chức Phó Bí thư Thường trực thành phố thay cho Nguyễn Văn Đua. Động thái này cho thấy rằng Trung ương đã có sự sắp xếp lót ổ cho ông Thưởng để đại hội lần thứ 12, ông Thưởng sẽ vào Bộ Chính trị và đem nắm chức Bí thư thành phố này thay cho ông Lê Thanh Hải. Võ Văn Thưởng thực chất là người trưởng thành từ các vị trí lãnh đạo cấp cơ sở của thành phố Sài Gòn. Tuy là Thưởng từ Bắc Quảng Ngãi về Sài Gòn, nhưng thực chất ông Thưởng là người cũ, là người quen biết với Lê Thanh Hải từ khi còn là Bí thư Trung ương Đoàn, thanh niên của thành phố này, vị trí ngang bằng với chức Bí thư Quận ủy, chứ không nhỏ hơn. Việc năm 2014 trở lại thành ủy Sài Gòn chính là một sự trở về mái nhà xưa, chứ ông Thưởng không phải là nhân vật nào lạ lẫm cả. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải đã phải bật khóc khi chia tay Võ Văn Thưởng sau đại hội 12. Đến đại hội lần thứ 12, ông Võ Văn Thưởng vào Bộ Chính trị thật nhưng lại không được giao chiếc ghế Bí thư Thành ủy Sài Gòn mà lại bị điều ra Hà Nội nắm chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Chức Bí thư Thành ủy giờ chót đã bị phe của Nguyễn Tấn Dũng khi đó dường như đã có thỏa thuận với phe Nguyễn Phú Trọng để đưa Đinh La Thăng về nắm. Ông Đinh La Thăng thì không phải là người vây cánh của Lê Thanh Hải, mà thực chất ông Lê Thanh Hải muốn người quen biết liên thay mình để bảo vệ cho sự hạ cánh an toàn của ông ta. Tuy nhiên, tin giờ chót lại không như ý vậy. Lúc đó, khi chia tay Võ Văn Thưởng ra Hà Nội nhận nhiệm vụ mới, thì ông Lê Thanh Hải đã bật khóc. Có lẽ ông ta khóc vì không có người bảo vệ ông ta rút lui khỏi chính trường hơn là vì tình cảm cho em út. Tuy nhiên, cũng rất may ông Đinh La Thăng chỉ nắm quyền ở Sài Gòn được có hơn một năm thì ngã ngựa và thay vào đó là người cũ Nguyễn Thiện Nhân. Thực ra, chiếc ghế trưởng ban tuyên giáo không béo bở bằng chiếc ghế Bí thư Thành ủy. Tham vọng của ông Thưởng lúc đó là chiếc ghế Bí thư Thành ủy. Tuy nhiên, ra Trung ương nắm ghế trưởng ban tuyên giáo là may mắn cho ông Thưởng, vì như thế thực tế đã chứng minh người cũ Nguyễn Thiện Nhân đã bao che cho ông Lê Thanh Hải và Tất Thành Cang nên đã cúi mình. Và cuối cùng, ông ta đã bị thay bởi ông Nguyễn Văn Nên. Nếu ở lại nắm chức Bí thư Sài Gòn như tham vọng, có lẽ ông Võ Văn Thưởng đã nhận án và số phận y hệt ông Nguyễn Thiện Nhân hôm nay, và dẫn đến ông Nguyễn Thiện Nhân phải từ giã chính trường. Ông Võ Văn Thưởng là người nhân tố mới trong nhiệm kỳ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Võ Văn Thưởng còn rất trẻ mà giờ đang là ứng viên cho ghế thường trực ban bí thư. Ghế này thực chất là phó tổng bí thư. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng có xảy ra bất trắc hay bệnh hệ gì ở giữa kỳ của đại hội 13, thì theo dự kiến, thường trực ban bí thư sẽ thay tổng bí thư điều hành Trung ương và Đảng và ban bí thư Trung ương. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Vượng đã phải ra đi. Rất có thể ông Võ Văn Thưởng là kẻ thay ghế. Nếu ông Võ Văn Thưởng giành ghế thường trực ban bí thư thành công thì có thể nói các nhóm miền Nam như nhóm Lê Thanh Hải, nhóm Nguyễn Tấn Dũng và nhóm Trương Tấn Sang sẽ ủng hộ hết mình. Con đường quan lộ của Thưởng rất suôn sẻ, và nếu lần này giành được ghế thường trực ban bí thư thành công thì Võ Văn Thưởng sẽ trở thành nhân vật đáng gờm với ông Nguyễn Phú Trọng và ngay cả ông Nguyễn Minh Chính trong tham vọng giành lấy chiếc ghế có quyền lực cao nhất trong tương lai cũng khó khăn hơn. Sắp tới, nếu sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng xấu đi,
thì đó lại là một tin rất tốt cho ông Võ Văn Thưởng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai và ngày 1 tháng 2 năm 2021 với bản tin Bầu Bộ Chính trị, có thể một đồng hương của Võ Văn Kiệt sẽ thay ông Trần Quốc Vượng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.